Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ, ngày 11 tháng 3. Ở Việt Nam đó các bạn đã bước vào cuối tuần rồi là ngày 12 tháng 3. Và bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi tối giờ Cali. Thì hôm nay Thuận muốn dành thời gian để mà chia sẻ một số những cái thông tin quan trọng với các bạn trước khi mà chúng ta bước vào cuối tuần. À, và ngày mai và ngày mốt đó Thuận sẽ không có video Thuận bận một số công việc cuối tuần này. Nhưng mà trước hết á, thì các bạn thấy là giá của BTC hôm nay thì đỡ hôm qua chúng ta thấy được là giá bây giờ là khoảng 39.192 đô so với hôm qua là khoảng chừng là 38.500 đô hôm nay cũng đã đỡ hơn rồi nhưng mà trên căn bản các bạn thấy được là giá BTC đã vẫn tiếp tục xoay quanh cái mức là 38 39.000 hầu như là cũng đã hơn một tuần nay rồi nhưng mà tính trong vòng 24 giờ đó các bạn sẽ thấy được là trên thị trường cũng xuất hiện nhiều màu xanh như là các bạn thấy BTC, Ethereum nhiều đồng thì tăng trưởng nhiều hơn như là Polkadot, XRP. Nhìn chung đó, trong vòng 24 giờ qua thì các bạn thấy là chúng ta có BTC cũng như là Ethereum cũng như là BNB đó thì tăng khoảng chừng là 2%. Chúng ta cũng có những đồng tăng nhiều hơn như là các bạn thấy được là XRP tăng 12,42% và trong vòng 7 ngày qua đó thì các bạn thấy là phần lớn cái giá bây giờ so với là một tuần trước đó, cũng giống nhau mà thôi Như là các bạn thấy được là giá của BTC thì cái mức giá bây giờ so với một tuần trước đó thì cũng ngang hàng với nhau Ethereum thì cũng như vậy, BNB cũng như vậy Các bạn sẽ thấy được là có hai đồng tăng trưởng mạnh trong cái top 10 này trong vòng một tuần qua Thứ nhất là XRP và thứ nhì là Terra Luna nhưng mà chúng ta muốn nhìn thời gian này như một năm trước đây để tôi nghĩ là các bạn sẽ hiểu rõ hơn tình hình Coding Crypto trong một năm qua như thế nào Tại vì hàng ngày các bạn có thể là xem tài liệu, giá cả, hàng giờ luôn cho nên các bạn cảm thấy đã quen thuộc với những con số lên xuống Nhưng mà khi các bạn nhìn lại một năm qua đó các bạn mới thực sự thấy được là thị trường này đã, đã đi đến đâu có thể là gần đây các bạn thấy được là chúng ta lưu trữ những cái nó thì xuống nhiều quá so với là bitcoin thì xuống cái phần trăm nó ít hơn nhưng mà trên màn hình các bạn đó thuận đã dùng coin market cap để xem lại tài liệu cách đây một năm ngày 14 tây tháng 3. và đây là tài liệu bên tay trái các bạn nhìn thấy trên màn hình và bên tay phải đó chính là giá cả của btc và những cái coin ngày hôm nay thời điểm hiện tại thì trước hết các bạn sẽ thấy là giá của btc đó cách đây một năm là 59.302 tháng 3 năm 2021. Thời điểm này đó thì giá BTC đó chỉ là 39.000 mà thôi, thôi chỉ là 39.000 tại vì các bạn trở về một năm trước đó nữa thì giá BTC đó chỉ có à, cái cây mức là 5.000 đô mà thôi thì đã tăng 8 lần rồi. Nhưng mà so với thời điểm này năm ngoái đó thì giá BTC đã xuống à, cái cây mức là 20.000 đô thì xuống cũng cái phần trăm cao. Nhưng mà ngược lại có thể là nhiều bạn cảm thấy được là những con coin thì xuống nhiều hơn nhưng mà không phải đâu Khi mà các bạn nhìn vào ngày 14 tây tháng 3 của năm ngoái so với lại à, bây giờ đó một năm trước Thì các bạn thấy được là nhanh chóng Ethereum là ở mức chỉ có 1854 đô mà thôi Trong khi bây giờ mặc dù là nhiều bạn đã cảm thấy là giá Ether đi xuống nhiều Nhưng mà Ethereum bây giờ là 2586 vẫn cao hơn là giá Ethereum một năm trước các bạn thấy được chúng ta nhìn vào BNB đi, Binance Coin thì các bạn thấy được bây giờ là cái mức là 375 một năm trước thì chỉ có 264 mà thôi Chúng ta nhìn vào Cardano đi Thì Cardano đó là một trong những cái coin lớn mà đã tụt giá so với là một năm trước Cardano một năm trước đó là một đồng là 6 cent à, Và thật ra gần đây giá Cardano cũng như vậy Chỉ có là khoảng chừng 2 tuần qua thì giá đi xuống mạnh hơn Ở cái mức là bây giờ là khoảng chừng là 79 cent, 80 cent thôi Coi như đã thấp hơn khoảng chừng 20% so với lợi thời điểm này của năm ngoái Chúng ta thấy được là có một số đồng đã trước đây nằm trong top 10 nhưng bây giờ đã không còn nữa như là Polkadot đã không còn nằm trong top 10 hiện tại. XRP thì vẫn còn và các bạn thấy được XRP đó thì đồng này đó cái tên một năm là 44 cent, bây giờ là 82 gần như 83 cent rồi. Và chúng ta thấy được là Uniswap đó đã không còn trong top 10 nữa. À, uh, cũng như vậy và Chainlink cũng như vậy. Còn là chúng ta cũng thấy một số đồng mới đó đi vào top 10 trong đó chúng ta có trước hết đó, là chúng ta đã theo Luna đi bây giờ đã đứng hạng thứ bảy rồi cái này một năm nó chỉ đứng hàng thứ 17 mà thôi ở mức giá là 15 đô 87 cent. Bây giờ đó theo Luna đã đến cái mức giá là 91 đô 71 cent rồi. Tăng trưởng rất là nhiều. Chúng ta có thể nhìn thấy Solana đi mặc dù nhiều bạn à, thấy là Solana gần đây đi xuống quá nhưng mà thật ra chúng ta nhìn vào chỉ một năm trước đây thôi Solana đã đứng hàng 24 ở mức giá là 14 đô 51 sen. Bây giờ Solana đứng hàng thứ 9 ở mức giá là 82 đô 18 sen. Và chúng ta thấy là cuối cùng là Avalanche đứng hàng thứ 10 đi. Thì trước đây Avalanche sau cái một năm chỉ đứng hàng thứ 25 mà thôi ở mức giá là 29 đô. Bây giờ đã là 72 đô rồi đứng hàng thứ 10. Cái mà tôi muốn chia sẻ với bạn ở đây đó là cái nào cũng vậy các bạn cần phải nhìn vào à, cái khoảng thời gian nó dài hơn các bạn zoom ra thì sẽ rõ hơn là tình hình như thế nào tại vì các bạn nhìn hàng ngày đó thì các bạn sẽ dễ dàng cảm thấy là o con nhiều quá bị giữ giá tốt hơn nhưng mà thực tế không phải là như vậy các bạn đã thấy rồi cách đây một năm sau bây giờ đó thì phần lớn o coi vẫn tăng rất là nhiều chỉ có bị xuống mà thôi hoàn toàn khác với sự của như bạn thường nghĩ nó như vậy cũng như là nhiều bạn à, cũng hay nói với thuận là, là chúng ta nghe nói tới là lạm phát tăng à, hay là cái thông tin tương tự lãi suất tăng thì dẫn đến là crypto bitcoin là màu đỏ nhưng mà nhiều người nói bitcoin sinh ra để chống lại lạm phát thì mỗi lần mà lạm phát tăng thì tại sao giá cả lại đi xuống tại vì chúng ta nhìn thời gian quá ngắn hạn các bạn chỉ nhìn trong vòng vài ngày vài tuần vài tháng mà thôi khi mà các bạn zoom ra đó các bạn sẽ thấy được là trong vòng 13 năm qua lạm phát cứ tăng và tăng và giá Bitcoin cũng tăng và tăng theo thời gian Chỉ có là bất cứ trong một khoảng thời gian ngắn nào đó Giá cả nó cũng có thể là đi theo một xu hướng bất hợp lý Lâu hơn là bạn còn vốn Nhưng mà sau đó thì chúng ta sẽ thấy là giá cả lúc nào cũng sẽ đi theo giá trị Và giá trị của BTC chính là chống lại lạm phát Thời gian dài hạn các bạn zoom ra 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm các bạn sẽ thấy rõ ràng hơn nói tới đây đó thì uh, tuy là hôm nay chúng ta thấy có nhiều màu xanh xuất hiện nhưng mà tối ngày hôm qua đó thì có một cái thông tin được chia sẻ bởi Google Blockchain và thông tin này đó đã cách đây khoảng chừng mười mấy tiếng rồi thì Google Blockchain nói là đột ngột đó ở trên sàn Bitfinex có một số lượng lớn lệnh short tổng cộng đó là 1.500 Bitcoin đã được mượn trên sàn Bitfinex để mà short và cái số lệnh short này đó gọi là nên hedge có nghĩa là không biết họ tính như thế nào nhưng mà dựa theo cái tính của data mesh đó, thì họ cố gắng tính xem coi là những cái lệnh short trên sàn đó có phải dùng à, để mà HEDGE có nghĩa là để mà hỗ trợ những đình long ở nơi khác hay là không thì không phải dựa theo thông tin á, thì tối hôm qua chúng ta đột ngột thấy có 1.500 BTC được mượn ở trên sàn Bitfinex và sau đó đó cái số này ta tăng lên tới 3.063 và khi mà những thông tin này nữa, nhiều bạn có thể nghĩ là có thể có một cái vô nào đó biết cái gì đó thì giá sẽ đi xuống nhưng mà các bạn thấy được là trong vòng mấy tiếng qua đó giá không đi xuống mà còn đi ngược trở lên ở mức là 39.150 thì những cái lệnh sốt này đã thực ra bây giờ là đang không tốt lắm nhưng mà thông tin mới nhất đó cái đây khoảng chừng nửa tiếng đó thì Woo Blockchain cũng đã update là con số lượng lệnh sốt đó đã lên tới cái mức là 5.215 BTC đột ngột tăng lên từ tối hôm qua cho tới bây giờ ở trên sàn Bitfinex có phải là họ biết gì hay không thì thường không thể chia sẻ với các bạn được Thường chỉ có thể nói với các bạn là đột ngột có cái số lượng lệnh số tăng lên ở trên sàn Bitfinex mà thôi. Thì khi mà Thuận nhìn thông tin này đó, thường cũng phải hỏi một câu hỏi là đây là chúng ta chỉ nhìn vào cái khoảng thời gian là nửa ngày mà thôi. Nhưng mà trên căn bản đó, thời gian bây giờ so sánh hết tất cả những nền non và số trên những sàn đó thì cái tình hình như thế nào? Thì trong vòng một tiếng nữa hồi qua đó, đây là cái trang coinclass.com thì các bạn sẽ thấy được là tổng số lệnh long là 47 nhưng mà tổng số lệnh sốt thì bây giờ là 52,93% có nghĩa là trong vòng một giờ qua lúc làm video này đó, là nghiêng về lệnh sốt nhiều hơn là long nhưng mà không có nhiều như là các bạn nghĩ nếu như chị đọc cái thuyết của uh, Woo blockchain nhưng mà câu hỏi kế tiếp là có phải rất nhiều những lệnh sốt trên sàn Bitfinex hay là không thì các bạn thấy được đây là tài liệu của sàn Bitfinex trong vòng một giờ qua thì chúng ta sẽ thấy được là tổng số lượng lệnh sốt là 59% Long là khoảng 41% thì uh, trên sàn Bitfinex đúng thật là chúng ta có nhiều lệnh suất hơn. Nhưng mà đó không phải là sàn mà có nhiều lệnh suất nhất. Các bạn thấy được là trên màn hình này chúng ta có nhiều sàn lệnh suất còn nhiều hơn nữa như là Darebit thì có tới gần như là 63% lệnh suất rồi. Chúng ta có thể nhìn bên dưới này đó là sàn Huobi thì có cũng tương tự được khoảng chừng 63% và một sàn khác là sàn AAX đây là một sàn mà mới hơn thường không có rank về sàn này nhưng mà cũng có số lượng lệnh short là 64% cả ba sàn này đều có số lượng lệnh short cao hơn là Bitfinex nhưng mà ngược lại cũng có những sàn à, chúng ta thấy trên màn hình đó cũng có cái số lượng lệnh long nhiều hơn như là Kraken chẳng hạn thì cuối cùng lệnh long mà short thì là 47% long 53% là lệnh short Trong giờ 1 giờ qua thì vẫn là nhiều short hơn là long Nhưng mà không có nhiều như các bạn nghĩ Đó là thông tin mới nhất mà thường muốn cập nhật với các bạn Liên quan đến cái số lượng lệnh đồng 7 này mà nhiều bạn thường hay hỏi và nói tới đây đó thì có phải là gần đây chúng ta có thấy nhiều động tĩnh liên quan tới uh, long bị thanh lý nhiều hay là short bị thanh lý nhiều hay là không thì dựa theo tài liệu đó thì không phải thực ra khá là im lặng các bạn thấy được là trong vòng uh, một ngày qua đã tổng số lượng lệnh đòn bẩy bị thanh lý là khoảng chừng 131 triệu đô la trong vòng 24 giờ qua con số này thực ra rất là thấp có nghĩa là con số mà cao đó thì phải gấp 10 con số này chúng ta không thấy hiện tượng là lon bị thanh lý hay là short bị thanh lý một điều nữa đó các bạn đã nhớ hôm qua thường có chia sẻ đó là đột ngột có một số lượng lớn Bitcoin hồi rời khỏi sàn hay là không thì tổng số lượng Bitcoin trên sàn đã đột ngột thấp đi rất là nhiều có nghĩa là có ai đó đã rút Bitcoin ra khỏi sàn và hôm nay thường dành thời gian để mà tìm hiểu là cái số lượng Bitcoin rời khỏi sàn mạnh ngày hôm qua đó là có phải đến từ một sàn hay là nó phân phối điều đặn cho nhiều sàn thì cuối cùng thùng đã thấy được đó là cái số lượng bịch trên sàn có nghĩa là cái đường màu xanh này thì chúng ta thấy được là đột ngột ngày hôm qua đó đi xuống rất là nhiều và đó chính là sàn Coinbase có nghĩa là có một cái hiện tượng gì đó khiến cho nhiều Bitcoin đột ngột rời khỏi sàn Coinbase Và các bạn cũng nên biết là sàn Coinbase Pro đó là một trong những sàn mà đã có mặt lâu năm rồi Thường nhớ là từ năm 2013 cho tới bây giờ Một trong những sàn lâu đời nhất Và họ cũng là một trong những sàn mà nhiều người nói là có cái số lượng BTC dự trữ rất là cao Và có thể là những bạn mà sống Việt Nam thì không có tiếp cận Coinbase thường xuyên nhưng mà Coinbase là một trong những sàn mà không phải là chỉ hỗ trợ những người trader bình thường mà họ cũng là một sàn mà những công ty dùng để mà thu mua số lượng lớn BTC cũng như là bán số lượng lớn Bitcoin trong đó chúng ta có những công ty như là Michael Strategy chúng ta có những công ty như là Tesla đều thông qua công ty Coinbase để có thể thu mua số lượng lớn BTC thì có phải đây là dấu hiệu là có một đơn vị nào đó đột ngột thu mua nhiều Bitcoin hay là không cũng có thể thật ra đây thì chúng ta chỉ biết những công ty mà họ công khai nói với các bạn là họ đang lưu trữ bitcoin hay ethereum mà thôi chứ còn nếu như mà họ không nói mà họ không phải là một công ty lên sàn chứng khoán tại vì nếu như mà công ty lên sàn chứng khoán đó thì các bạn có thể đợi khi mà họ nạp giấy tờ cho sec ban quản lý chứng khoán của hoa kỳ thì các bạn sẽ biết là họ có lưu trữ crypto hay là không nhưng mà những công ty mà không có trên sàn chứng khoán đó thì các bạn sẽ mãi không bao giờ biết đâu cho nên thuần vẫn có lòng tin là cái số lượng công ty đang lưu trữ bitcoin đang nhiều hơn các bạn nghĩ và con số này là có thể rất là cao luôn và các bạn có thể nhìn thấy những hiện tượng như thế này đột ngột một số lượng lớn bitcoin rời khỏi sàn thì nhiều bạn có thể hỏi là tại sao mà chúng ta thấy bitcoin nếu như mà được thu mua nhiều như vậy rời khỏi sàn thì tại sao giá cả không tăng mạnh lên thì câu trả lời là có thể là họ mua thông qua otc có nghĩa là cái sàn giữa người mua và người bán thỏa thuận với nhau cái sàn dòng ngoài cho nên không ảnh hưởng đến giá cả nhưng mà cũng là dấu hiệu là chúng ta thấy là có đơn vị đồ đó lưu trữ số lượng lớn BTC. Chúng ta cũng có một số những thông tin mà thường cảm thấy là quan trọng, thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến crypto. Thì có một thông tin mà có thể nhiều bạn đọc sơ qua nhưng mà cũng không có suy nghĩ nhiều về thông tin liên quan đến công ty Stripe. Đây là một công ty à, chuyên về cung cấp dịch vụ thanh toán cho cửa hàng và cá nhân đó các bạn có thể thấy nhiều công ty bây giờ xuất hiện các bạn giống như là một cái công ty uh, bán hàng đi thì các bạn có thể dễ dàng thông qua ứng dụng này để mà thanh toán khi người, người ta tới mua hàng mà không cần phiền phức hay là các bạn là thời cắt tóc cũng có thể thanh toán thông qua một cái ứng dụng mà không cần phải có nhiều những cái máy móc thanh toán thì đây là một cái công ty đó cũng rất là phổ biến phổ biến như thế nào để thường chia sẻ với các bạn chi tiết tại sao thông tin này lại quan trọng như vậy thì các bạn thấy được là công ty Stripe đó họ nói là họ sẽ bắt đầu hỗ trợ cho những khách hàng của họ đó thanh toán sử dụng crypto thì đây là thông tin chúng ta cũng đã nghe nói tới rất là nhiều trong vòng 2 năm qua rồi thì có gì đặc biệt đâu công ty này cũng không phải là công ty lớn như là chúng ta nói tới PayPal hay là chúng ta nói tới những cái công ty thanh toán lớn hơn như là Square nhưng mà chúng ta thấy được đó là tuy công ty Stripe này đó là một công ty không phải là trên sàn chứng khoán cho nên nó khó ước tính hơn là công ty đánh giá bao nhiêu tại vì những công ty trên chứng khoán thì các bạn dễ tính hơn các bạn lấy giá cổ phiếu bao nhiêu Nhưng cho cái số lượng cổ phiếu thì các bạn sẽ có thể tính được vốn hóa công ty là bao nhiêu công ty Stripe này đó không có mặt trên sàn chứng khoán hiện bây giờ nhưng mà ước tính là khoảng 94,4 tỷ đô la con số này đã tuy nghe rất là lớn nhưng mà thật ra rất là nhỏ khi mà chúng ta so sánh với ngay cả một sàn như là sàn Coinbase còn đáng giá lên tới 120 tỷ đô la lận. Cho nên công ty Stripe này đó nhiều người vẫn coi là một công ty đó không có phải là lớn lắm. À, nhưng mà chúng ta thấy được là cho dù công ty này đáng giá là cái mức đó nhưng mà cái sự tiếp cận nó rất là lớn luôn. Các bạn thấy là thống kê bây giờ đó là có tổng cộng là 3,1 triệu website đang sử dụng ứng dụng Stripe này để dùng làm phương tiện thanh toán. Cho nên cái mà thường muốn nói đây đó là các bạn thấy là tuy đây là một thông tin mà có thể là nhiều người đọc mà cảm thấy được là cũng không gì lạ tại vì chúng ta cũng nghe nói nhiều công ty bây giờ đó ủng hộ và sử dụng crypto làm phương tiện thanh toán cho khách hàng của họ rồi. Nhưng mà công ty Stripe này đó có rất là nhiều khách hàng các bạn hiểu là 3,1 triệu website cho nên cái sự ảnh hưởng có thể là nhiều hơn là nhiều người nghĩ đến và ngay cả chúng ta thấy là sàn FTX US đó, họ cũng đã thông báo à, cách đây vài tháng đó là họ thông báo là họ cũng hợp tác với là công ty Stripe này để cung cấp cái dịch vụ KYC trên sàn FTX US để có thể là cung cấp dịch vụ này để mọi người KYC ngay lập tức luôn và công ty Stripe này đó chỉ đáng tiếc là các bạn thấy được là công ty Stripe này đã ủng hộ Bitcoin từ những ngày đầu tiên luôn Các bạn thấy được năm 2014 Đây là một trong những công ty là dẫn đầu trong phong trào ủng hộ uh, BTC làm phương tiện thanh toán Nhưng mà chỉ đáng tiếc là năm 2018 đó thì đã quyết định là sẽ không tiếp tục ủng hộ BTC nữa Tại vì cảm thấy được là người ta sẽ không có dùng BTC để thanh toán đâu các bạn thấy được là tuy là công ty đi đầu nhưng mà cuối cùng ra cũng đã bị nhiều công ty đi sau đó đứng đầu trong thị trường này Công ty này đã bây giờ mãi tới năm 2022 mới trở lại Cho nên cho các bạn thấy được là không phải những công ty nào đi đầu là những công ty đó có lợi thế lớn đâu Quan trọng là các bạn đi cùng với lại thị trường này bao nhiêu lâu mới là quan trọng Không phải là những người nào mà biết tới BTC đầu tiên những ngày đầu tiên là những người giàu có bây giờ đâu Có thể là họ đầu tư Bitcoin lúc 100 đô lúc lên tới 500 đô là họ bán hết rồi cái lợi nhuận của họ có thể là không bằng những người mà đi sau họ nhiều năm mua giá BTC ở mức là 5.000 đô bây giờ có lợi còn nhiều hơn họ nữa cho nên điều mình thực muốn nói đây đó là trong thị trường này đó quan trọng không phải là các bạn vào thị trường thời điểm nào mà là các bạn ở thị trường này bao nhiêu lâu và một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay dành riêng cho những bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi của cộng đồng thuận capital thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này các bạn có thể tìm thấy những cái ưu đãi mà các bạn chỉ có thể nhận được khi mà tham gia thông qua link của Thuận Capital cho những sàn như là sàn Bybit, sàn NFX, sàn Binance, sàn Fashion Moon XBT, sàn FTX. Trong đó chúng ta có thể nhận được những bonus như là giảm phí giao dịch hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn này. Và như mà nào mà ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase và sàn Binance US. Nhưng mà nào mà thích gửi tiền trực số để mà lấy lại hàng tháng thì có thể tìm hiểu những ứng dụng như là Nexo hay là BlockFi Và đương nhiên crypto coin, ứng dụng phân tích hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu on chain mà chúng ta thường hay sử dụng. Tất cả những thông tin chi tiết các bạn có thể tìm thấy bên dưới cái phần mô tả của video này. Và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Và trong cái video ngày hôm nay chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là cây dự án có tên là Dios Finance và hôm trước thường đã cũng nói về cái dự án này rồi. Thì là một cái dự án sử dụng lý thuyết trò chơi nơi mà mọi người cùng chung tay để đạt lợi nhuận lớn nhất mà thường cũng đã giới thiệu với các bạn trước đây. Dios Finance được xem là một trong số đại diện tiên phong cho phong trào DeFi 2.0 trên nền tảng của Binance Smart Chain. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay những cột mốc mà phía team dự án Dios đã đạt được thì gần đây bao gồm việc hoàn thành cái quá trình kiểm toán smart contract với Certik và được Certik công nhận về tính bảo mật và độ an toàn của dự án. Bạn cũng có thể vào trang chủ của Certik và đọc thêm về báo cáo cũng như là phản hồi của team phát triển đội Dios thông tin thêm nếu bạn chưa biết thì sở thích ngoài việc đảm bảo bên thứ ba không can thiệp được vào hợp đồng thông minh họ còn lưu ý các vấn đề khác như là khả năng rất poor độ uy tín và khả nghi của các dòng lệnh lạ nên đây cũng có thể là một yếu tố làm cho bạn có thể yên tâm hơn khi mà tham dự dự án Dios finance ngoài ra thì Dios finance còn đang sử dụng thêm dịch vụ audit của hacking để kiểm tra code cũng như là những cái logic trong smart contract của họ một cách kỹ càng hơn dự án đó thì hiện đang tổ chức ba hướng phát triển mũi nhọn thứ nhất là tối ưu hóa UI và UX Thứ hai là để đẩy mạnh marketing với các thị trường khác nhau như là Hàn Quốc Và sắp tới là Trung Quốc và là Nga Thứ ba là nghiên cứu đi hoàn thiện các ưu điểm Loại bỏ các nhược điểm của DeFi 2.0 Cũng như là tìm cách tận dụng nguồn tài sản do dào Trong Treasury xin lời và chia sẻ lại cho nhà đầu tư Thì Dios đó, ra mắt giao diện hoàn toàn mới vào ngày hôm qua Để mang tới trải nghiệm tốt hơn cho người dùng Ngoài ra thì admin tele của dự án cũng bật mí thêm về cái sự xuất hiện của phiên bản RAP của token Dios đưa tới cho user lợi nhuận nhân đôi. Cho phiên bản mới này đó thì các user đang sở hữu token của dự án cũng sẽ được phép tham gia vào staking API cao hơn nhiều lần so với staking hiện tại có thể lên tới là 100.000%. Chưa kể phiên bản RAP sẽ mở đường cho token dự án với các nền tảng blockchain khác dễ dàng hơn. Bản cập nhật được dự định hoàn thành vào tuần sau nên các bạn nhớ theo dõi sát telegram của dự án để nhận được những thông tin mới nhất thì về dự án dios finance thì đã một dự án đã ra mắt khoảng chừng 4 tháng với market cap hiện tại là một triệu sáu với lượng holder là khoảng một 000 và tám mươi của token lưu hành đang được stake với những thông số phát triển trên uh, dios finance thì đây cũng là một cái dự án dài hạn với mô hình fair loan cùng với cơ chế bác giá dios token và các chứng chỉ audit từ những công ty có danh tiếng và ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp crypto cũng sẽ khiến sự tin tưởng nhà đầu tư đối với dự án này nó sẽ tốt hơn. Nếu như mà các bạn cảm thấy dự án Deus Finance này thú vị và các bạn muốn tìm hiểu thêm thì các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới để mà tìm hiểu thêm về dự án Deus Finance này nha tài trợ của video ngày hôm nay một thông tin khác nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là các bạn đã nhớ là cách đây vài tuần khi mà chúng ta có cái cuộc đấu Super Bowl đó bóng bầu dục thì có rất nhiều những công ty như là FTX rồi Coinbase họ bỏ rất là nhiều tiền để mà mua quảng cáo thì nhiều bạn cũng hỏi thường là tại sao Binance không bỏ tiền để mua quảng cáo thì trong một cuộc phỏng vấn đó chúng ta thấy được là sàn Binance tuy là không có mua nhiều quảng cáo nhưng mà sàn Binance trong vòng mấy năm qua đã, đã âm thầm thu mua rất là nhiều công ty để thường chia sẻ với các bạn những công ty mà sàn Binance âm thầm thu mua có thể là nhiều bạn không để ý đến năm 2020 tháng 4 đó thì công ty Binance sẽ thông báo là mua lại trang Coin Market Cap. Tuy là họ không nói là mua bao nhiêu nhưng mà chừng đó nhiều người đang nghĩ là cái con số mà họ mua là 400 triệu đô la để mua lại công ty Coin Market Cap này. Tại vì sao? Thì tại vì các bạn thấy được là họ muốn uh, sở hữu một trang mà nhiều người truy cập hàng ngày và cũng như là có thể là cung cấp thông tin có lợi cho sàn Binance trên những cái trang web này. Thứ hai nữa là các bạn thấy là công ty Binance đã thông báo năm 2021 là họ đã mua một số lượng lớn cổ phần của công ty Swipe của một công ty mà dùng để thanh toán đó. Và kế tiếp nữa các bạn thấy được gần đây hơn là tháng 2 năm 2022 sàn Binance thông báo là họ đã À, đầu tư vào công ty Forbes Đây là tạp chí Forbes à, Tổng cộng là 200 triệu đô la Thì tại vì sao vậy Các bạn thấy được nhiều người có nhiều câu hỏi Nếu như mà họ nói là họ mua lại Cap cũng dễ hiểu Cũng đây là một công ty trong thiền crypto Nếu như mà họ đầu tư vào một công ty thanh toán Như là Swap cũng dễ hiểu Tại vì crypto cũng có liên quan đến thanh toán Và có thể là họ mua để cung cấp Thẻ tín dụng cho sàn Binance Nhưng mà Bây giờ họ lại mua một cái tạp chí là tạp chí Forbes với cái số lượng tiền lớn như vậy là 200 triệu đô la để có thể sở hữu. Thôi nhớ là phân nửa tạp chí Forbes tại vì sao? Nghĩa là cũng dễ hiểu thôi. À, những người nào mà quản được truyền thông đó, thì sẽ rất có lợi cho họ. Thì sàn Binance là một trong những sàn mà có thể là thông qua tạp chí Forbes, một tạp chí rất là nổi tiếng để có thể là truyền bá thêm thông tin liên quan tới thị trường crypto này. Nói chung thì đây cũng là một cái thông tin tốt cho cả thị trường crypto. Và thêm vào đó nữa đó chúng ta thấy được là thông tin mới hơn là FCA có nghĩa là Financial Conduct Authority của nước Anh đây là ban quản lý À, hiểu đơn giản là quản lý tài chính của nước Anh cũng đã đưa ra một cái thông báo. À, theo đơn hiểu đây đó là sàn Binance có một cái sự hợp tác với hai công ty, đó chính là công ty Bitfinity và công ty Equinex và sàn Binance cung cấp một số tiền tổng cộng là 36 triệu đô la để mà đầu tư vào một công ty có tên là DigiVolt. Đây là một công ty mà phát hành những cái thẻ thanh toán ở nước Anh và coi đăng ký với lại FCA thì đây cũng là một trong những cái đầu tư mới nhất của sàn Binance cho nên nhiều bạn hỏi thuận là sàn Binance tại sao không mua quảng cáo như là Crypto.com hay là Coinbase hay FTX thì cái tiền đó, đó thường thấy là họ dùng để mà thu mua rất là nhiều những công ty trong vòng mấy năm qua để mà phát triển và bành trướng thế lực của mình và nếu như vậy đó thì chúng ta thấy là sàn Binance rất đáng giá Đáng giá bao nhiêu thì dựa theo ước tính bây giờ đó là sàn Binance đáng giá lên tới là 300 tỷ đô la Và ở cái mức ước tính là 300 tỷ đô la này đó có nghĩa là CG của Binance là đứng hạng thứ 11 trong số những người giàu có nhất trên thế giới Chưa phải bây giờ nhưng mà người ta ước tính là trong vòng một năm thôi Sẽ có mặt CG trên danh sách của Forbes và đứng hạng thứ 11 thì nói tới đây đó, hiện bây giờ danh sách này là có những ai? Các bạn thấy được chúng ta có đứng đầu là Elon Musk, à, là công ty Tesla và SpaceX. Jeff Bezos của Amazon, Bernard Arnault và Family là một loạt những công ty như là Hennessy và LV. Bill Gates của Microsoft, đứng hạng thứ tư. Warren Buffett à, của Berkshire Hathaway, đứng hạng thứ năm. Larry Page và Sergey Brin. À, hai người này đó là của Google đứng hạng thứ 6 và thứ 7 Cái đó là Larry Ellison trước đây là của Oracle đứng hạng thứ 8 Steve Ballmer trước đây là của Microsoft nhà thầy chính và cuối cùng là Gordon Adadi và Family đứng hạng thứ 10 và chúng ta được là trong danh sách này đó thì có Bernard Arnold và Family là đến từ nước Pháp và người đứng thứ 10 đó Gordon Adadi và Family là đến từ Ấn Độ và đây là danh sách của 10 người mà giàu nhất thế giới hiện bây giờ Nhưng mà để trở lại 10 năm trước đó, để thông xem coi là thay đổi như thế nào Thì các bạn sẽ thấy cái sự thay đổi rất là lớn luôn Các bạn thấy được đây là cái thống kê của năm 2012 Cái tên 10 năm thì những ai đứng đầu Các bạn thấy được là chúng ta trước hết là có Carlos Slim và Family đứng đầu Cái đó là Bill Gates Thứ ba là Warren Buffett Thứ tư là Bernard Arnold Thứ năm là Mancio Tega Thứ sáu là Larry Ellison Thứ bảy đó là Elki Batista Thứ 8 đó là Stephen Person Thứ 9 là Lee ka Và thứ 10 đó chính là Carl Albrecht Và đây là 10 người mà đứng đầu vào nhất thế giới năm 2012 cái tên 10 năm Thì nhìn có một số tên quen thuộc nhưng mà thật ra có rất nhiều thứ đã thay đổi rồi Thế điều đầu tiên các bạn thấy đó là 10 năm trước chúng ta đã thấy là những cái công ty mà thuộc về những người này đó đến từ nhiều ngành khác nhau, có công nghệ có, có bán hàng hóa cũng có, H&M cũng có, các bạn thấy trên màn hình Rất nhiều những cái ngành khác nhau Bây giờ đó nhìn lại 10 năm sau thì các bạn thấy là phần lớn là công nghệ thôi chúng ta thấy là Elon Musk của Tesla và SpaceX, Jeff Bezos Amazon, chúng ta có Google Google, à, chúng ta có Microsoft, Microsoft, chúng ta có Oracle, toàn là công ty công nghệ trong cái top 10 này thôi. Và điều thú vị đó là các bạn thấy là những người mà đứng đầu giống như là chúng ta nói Elon Musk của Tesla và Jeff Bezos của Amazon đó là những công ty mà trước đây đã tỷ phú Warren Buffett cũng đã từng nói là không hiểu và không quan tâm và không đáng giá. Bây giờ những người này đã đứng hàng cao hơn rồi. Đương nhiên Warren Buffett vẫn rất thành công và rất là giàu ở mức là 119 tỷ đô la. Nhưng mà điều thú vị là nằm ở đó. Cho nên thế giới đã thay đổi rất là nhiều. Và thêm vào đó nữa đó là các bạn thấy là 10 năm trước thì những tỷ phú này đến từ khắp nơi. Chúng ta có Mexico, chúng ta có Hoa Kỳ, chúng ta có Pháp, chúng ta có Tây Ban Nha, có Brazil, có Thụy Sĩ, có Hồng Kông. À, và có nước Đức là Germany nhưng mà chúng ta thấy là bây giờ đó thì ngoại trừ trong top 10 này đâu ngoại trừ chúng ta có Bernard Arnold là của nước Pháp và Gordon là của nước Ấn Độ chỉ hai người này là không phải đến từ Hoa Kỳ toàn bộ 8 người kia đến từ Hoa Kỳ có thể thấy được là cái sự tập trung về tài sản đã đi vào Hoa Kỳ trong vòng 10 năm qua cao hơn rất là nhiều và kế đó nữa đó là các bạn thấy là công nghệ từ từ chiếm lĩnh danh sách này 10 năm sau thì sẽ ra sao? Có phải chúng ta sẽ thấy nhiều công ty liên quan đến crypto nằm trong danh sách này hay là không? Thì 10 năm sau ta sẽ biết các bạn nghĩ như thế nào? Các bạn hãy comment ở bên dưới. Đây là điều thú vị mà mình thường muốn chia sẻ với các bạn. Kế tiếp đó thì các bạn thấy là có một thông tin cũng đến từ nước Anh đó chính là FCA đó, ban quản lý tài chính của nước Anh thì cũng đưa ra một cái thông báo đó chính là những cái máy ATM đó rút tiền và gửi tiền đi qua crypto hiện bây giờ hoạt động đó là không có bằng hoạt động. Họ nói là bây giờ đó ở nước Anh là có 27 công ty crypto đã được cấp giấy phép hoạt động nhưng mà chỉ hoạt động trong các lĩnh vực có thể là exchange nghĩa là sàn giao dịch mà thôi còn nếu như mà họ muốn hoạt động như là có những cái máy atm đó thì cần phải có cái bằng riêng đó là cái thương hiểu cứu thuận thì hiện bây giờ họ nói là tất cả những công ty này cần phải đăng ký với fca tôi nghĩ là vì này cũng sẽ sớm được giải quyết mà thôi tại vì các bạn cũng đang nhớ là cái đây vài tháng có thông tin là sàn binance không có giấy phép hoạt động của nước anh cho nên sàn binance sẽ bị đóng cửa nhưng mà thường đã chia sẻ với bạn là không phải như vậy chỉ một phần của sàn binance là không được hoạt động mà thôi còn phần còn lại đó là họ có thể là đăng ký và hoạt động và chúng ta thấy là cuối cùng thì sàn Binance cũng đã đăng ký và có giấy phép hoạt động ở nước Anh rồi bữa nay thường nghị cũng sẽ sớm đi giải quyết mà thôi nhưng mà đây là cái thông tin mà nổi bật liên quan đến crypto mà thường muốn chia sẻ với các bạn ngoài điều này ra đó thì chúng ta sẽ thấy là tuần sau này đó thì những gì quan trọng thì không gì quan trọng hơn mà nhiều người đang chờ đợi đó chính là cái lời phát biểu của chủ tịch của Fed đó chính là John Powell, cục chi liên bang của Hoa Kỳ. Ông ta sẽ biểu như thế nào liên quan tới lãi suất? Thì các bạn đã biết là hầu như bây giờ ai cũng nghĩ là Fed sẽ lên tiếng nói là tăng lãi suất lần đầu tiên uh, trong năm nay và sẽ tăng là 0,25%. Tôi nghĩ nếu như mà đó là cái lời phát biểu của Fed thì cũng không có gì đáng nói đâu. Mọi người hầu như cũng đã chuẩn bị tâm lý cho cái lời phát biểu đó rồi. Nếu mà Fed thực sự muốn gây cơn sốc cho thị trường thì có thể làm hai điều. Điều đầu tiên đó là sẽ tăng lãi suất cao hơn 0,25 Có thể là tăng 0,5 hay là 0,75 Thì mình nghĩ là đây là điều mà nhiều người không muốn thấy đâu Thị trường sẽ bị một cơn sốc đó Và giá cả sẽ là một màu đỏ nhưng mà ngược lại nếu như mà Fed ấy, có cái sự lo ngại liên quan đến những gì đang xảy ra Liên quan đến lạm phát, liên quan đến cái sự căng thẳng giữa Nga và Ukraine Và liên quan đến cái nền kinh tế sau này sẽ ra sao đó Thì có thể là Fed thông báo là không tăng lãi suất Nếu như vậy cũng tạo một cái bất ngờ và thường nghĩ là thị trường sẽ là một màu xanh Cho nên thứ ba và thứ tư tuần sau khi mà Fed hợp ra rồi thứ năm biết kết quả là một trong những cái điều rất quan trọng trong tuần này mà chúng ta cần phải quan tâm Tại vì nó ảnh hưởng không chỉ riêng là thị trường tài chính nói chung mà các bạn thấy ảnh hưởng rất lớn nói uh, riêng về tiền crypto và lãi suất đó là một phần rất quan trọng đối với lại cái sự tăng trưởng của crypto vì đó là liên quan tới làm phát nhưng mà để hiểu rõ hơn đó thì có một số những yếu tố mà tôi nghĩ là Fed sẽ không có uh, Gây cơn sốc đâu, họ có thể là sẽ thông báo là tăng 0,25 mà thôi. Chứ không có cái lý do gì mà Fed bây giờ lại muốn tăng hơn nữa. Tại vì có rất nhiều những điều bất ổn và không rõ ràng hiện bây giờ. Và thường chia sẻ một số những thông tin mới nhất liên quan đến Nga và Ukraine với các bạn. Thì mỗi lần thường chia sẻ những thông tin này ra thì có nhiều bạn rất là thích comment nhiên về chính trị, thật ra cũng không quan trọng đâu, cái đó là mỗi người mỗi suy nghĩ mà thôi. Thường chia sẻ đó để các bạn có thể nắm được những thông tin mới nhất về cái góc cạnh liên quan tới tài chính. Đó là lý do sao sao thường chia sẻ những thông tin này để các bạn có thể là có thêm tài liệu để à, dự đoán được là những gì có thể xảy ra kế tiếp và tại sao thường lại nghĩ là khả năng Fed sẽ gây cơn sốc và tăng lãi suất hơn 0,25% đó là thấp hơn là nhiều người nghĩ. Tại vì bây giờ có rất nhiều những cái chuyện bất ổn thì để thường chia sẻ với các bạn những thông tin mới nhất mà thường nhận được đó thì các bạn cũng đã biết là những cái cuộc đàm phán gì theo thông tin đó, thì cũng đã không có sự thành công cái sự căng thẳng chính trị giữa nga và ukraine đó, cuộc chiến vẫn đang xảy ra và các bạn cũng đã nhớ là có cái số lượng xe mà dài khoảng chừng 40 miles rất là dài luôn tiến tới thủ đô kiev của nước ukraine thì dựa theo những cái hình chụp satellite hình chụp vệ tinh thì cho thấy được là cái tuyến xe này đang đến rất gần thủ đô kiev rồi và thậm chí à, có thể là có một số lượng xe đó đã có khả năng để mà bắn tới thủ đô đó rồi có nghĩa là trong cuối tuần này đó cuộc chiến có thể là còn ác liệt hơn nữa và khả năng nhiều người nói là cuối tuần này đó thì kiev sẽ thất thủ và đó là thủ đô của nước Ukraine hiện bây giờ Nhưng mà đó là về cái phương diện căng thẳng với chính trị mà thôi Cái mà chúng ta thấy hôm nay đó lại tiếp tục Và tiếp tục nghe thêm nhiều cái thông tin liên quan đến cấm vận nữa Và cấm vận lại thêm cấm vận này thêm cấm vận Chúng ta thấy được hôm nay đó lại cấm vận gì Thì hôm nay đó bảy nước ở châu Âu cùng với lại Canada và Hoa Kỳ đã, đã lên tiếng Và họ sẽ cấm vận thêm những gì nữa bạn thấy được là mới nhất là họ sẽ cấm vận đồ biển đến từ nước Nga Cái đó đó là rượu bia đến từ nước Nga Và phần lớn là vodka Và các bạn thấy được là kế tiếp đó là những cái kim cương đến từ nước Nga cũng bị cấm vận Và một số những mặt hàng đắt tiền khác cũng sẽ bị cấm vận Có nghĩa là những mặt hàng này sẽ không được nhập vào Hoa Kỳ, Canada và bảy nước ở châu Âu và đây là những cái thông tin mới nhất thì điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là những bạn nào mà thích uống vodka mà sống ở Hoa Kỳ đó thì có thể là thấy giá vodka sẽ tăng lên tại vì sẽ không có nhiều vodka nhập vào từ nước Nga nữa đâu. À, trong thời gian này nhưng mà mỗi lần mà nói cái cấm vận nên thì các bạn thấy được là nhiều bạn đó, thì uh, nghiêng về bên nào thì sẽ có cái cảm nghĩ riêng giống như là nhiều bạn thì cảm thấy thích Nhiều bạn cảm thấy là không thích nhưng mà cái thường chia sẻ ở đây đó là những cái điều cấm vận này có thể là nhiều bạn nói là không ảnh hưởng đến cuộc chiến thì cũng có thể là như vậy nhưng mà trên thực tế đó là có cái sự ảnh hưởng liên quan tới tài chính và thường nói đây đó là không nghiêng về một bên nào mà tài chính của cả hai luôn để thường chia sẻ với các bạn cái sức ảnh hưởng đến từ nước Nga tại sao lại có cấm bận thì như bạn cũng đã biết rồi Để mà gây thêm áp lực giống như là cấm bận thì đương nhiên sẽ làm ảnh hưởng đến những công ty ở nước Nga Người dân của nước Nga về việc uh, công việc làm cũng như là đóng thuế Nhưng mà cũng ảnh hưởng đến những công ty mà phải rời khỏi nước Nga luôn Các bạn thấy được là tuần vừa rồi đó thì sau nhiều dư luận Thì cuối cùng McDonald cũng đã phải quyết định là đóng cửa khoảng chừng là hơn 820 tiệm ăn ở nước Nga và đóng cửa nhưng mà họ vẫn sẽ trả từng lương có nghĩa là trong thời gian này không hoạt động nhưng mà những người mà làm việc cho McDonald ở nước Nga đây thì vẫn được trả tiền cho đến khi nào họ mở cửa trở lại nhưng mà vì phải rời khỏi nước Nga đó là một tháng bây giờ ước tính McDonald nói đó họ sẽ bị lỗ lên tới 50 triệu đô la mỗi tháng vì cái lý do này Thêm vào đó nữa là các bạn thấy được là trong thời gian gần đây đã hàng loạt, hàng loạt những công ty lớn. Chúng ta có công ty xe cũng có, công ty xăng dầu cũng có, quán ăn cũng có, bán hàng hóa cũng có. Nhiều công ty đã phải rời khỏi nước Nga. Chứ dù là họ rời khỏi gì, một lý do nào đó thể là họ ủng hộ hay là không ủng hộ hay là họ phải rời khỏi tại vì liên quan tới cấm bận họ không thể ở lại. Nhưng mà cái sự ảnh hưởng tới những công ty này cũng có. Các bạn đã thấy McDonald's mới đây rồi. Thêm vào đó các bạn thấy được là những công ty như là Coca-Cola nói là khi mà rời khỏi nước Nga đó thì tổng cái số lượng hàng hóa họ bán đó đã giảm xuống 5%. Những công ty khác đó thì giảm còn nhiều hơn nữa. Các bạn thấy là chúng ta nhìn vào công ty Volkswagen nói là họ đã bị giảm xuống cái số lượng xe có thể bán đó là giảm tới 8% vì rời khỏi nước Nga và trong thời gian 6 tháng có thể giảm tới 8%. Cái đó nữa các bạn thấy là những công ty khác như là Society General thì họ nói là tại vì rời khỏi nước Nga cho nên cái lợi nhuận của họ giảm lên tới là 36%. Có nghĩa là chúng ta thấy ảnh hưởng đó là đến cả hai cho nên về mặt tài chính thực sự là có cái sự ảnh hưởng chứ không phải là không. Cho nên cấm vận đó là một trong những điều mà Fed cần phải suy nghĩ đến trước khi mà ra quyết định tăng lãi suất hay là không. Tại vì chúng ta cũng đã biết là tăng lãi suất làm gì? Tăng lãi suất đó là để làm chậm đi sự phát triển của nền kinh tế. Nhưng mà nếu như mà cái sự căng thẳng chiến tranh này dẫn đến làm phát cao hơn và nền kinh tế nó sẽ chậm lại tại vì ảnh hưởng nhiều đến những công ty như thế này liên quan đến thu nhập thì có thể là Fed sẽ suy nghĩ kỹ hơn về việc tăng lãi suất nhiều cho nên thường nên thì có lòng tin là Fed sẽ không có gây cơn sóc đâu mà sẽ tăng 0,25% điều mà mọi người vẫn đang chờ đợi hiện bây giờ. Thì mời đó đó thì các bạn thấy là hồi sáng này chúng ta cũng nghe thông tin đến từ World Bank nói là nước Nga và nước Belarus thì có khả năng là vỡ nợ. Thì nhiều bạn có hỏi về thông tin này thì để chia sẻ một số chi tiết để các bạn hiểu rõ hơn về tình hình hiện bây giờ. Thì dựa theo thông tin đó, là thứ tư tuần sau thì nước Nga đã cần phải trả một khoản nợ là 117 triệu đô la và phải trả bằng đồng đô la. Tại vì cái số nợ này đó là phải trả bằng đồng đô la. Và nhiều người cho là khả năng đó thì có một phần là nước nga có thể là không có trả được cái số nợ này và nếu như không trả được thì sẽ dẫn đến là nước nga sẽ bị vỡ nợ và đương nhiên nước nga sẽ không phải là nước đầu tiên chúng ta thấy được là có nhiều quốc gia khác trên thế giới như là Argentina, Belize, Ecuador và Suriname là những cái quốc gia mà trước đây cũng đã vỡ nợ rồi nhưng mà điều này có xảy ra hay không thì vẫn không biết được tại vì đó trên căn bản các bạn thấy được đây là một trang web về những quốc gia và cái số nợ công thì à, các bạn thấy được là có rất nhiều quốc gia hầu như quốc gia nào cũng có nợ hết các bạn thấy được là hoa kỳ cũng có trung quốc cũng có nhật bản cũng có đức cũng có nước anh cũng có nước à, ấn độ cũng có và xếp hạng từ nhiều cho đến ít thì hoa kỳ đứng đầu rồi tới trung quốc nhưng mà các bạn thấy được là một trong những quốc gia mà thực sự không có nợ nhiều đó chính là quốc gia nga các bạn thấy được là russia nằm tuốt bên dưới này có nghĩa là một trong những quốc gia mà nợ rất là ít chứ không có nhiều nhiều quốc gia khác thì có thể nhiều bạn xóa ra tại sao quốc gia lại có nợ và ai cho họ nợ thì hiểu đơn giản đó các bạn cũng đã biết là nhiều công ty đồ sộ bây giờ ngay cả các bạn thấy là Microsoft, Google, Amazon đều có nợ hết tại vì công ty đó thì họ sẽ dùng tiền của mình để mà họ kinh doanh và khi mà họ kinh doanh như vậy đó thì có thể là họ kinh doanh nhiều hơn là thu nhập cho nên dẫn đến cái thiếu hụt và thiếu hụt đó là họ sẽ mượn tiền để mà xoay sở tại vì thà là họ trả cái phần trăm tiền lời nhưng mà cái lợi nhuận họ mang đến cao hơn cho nên họ sẽ mượn quốc gia cũng như vậy bản thân quốc gia đâu phải là chỉ chi tiêu trong phạm vi mà họ thu thuế đâu họ có thể là mượn tiền đến từ nhà đầu tư hay là những cái quốc gia khác để họ có thể là chi tiêu cho quốc gia của họ rồi họ thu thuế rồi trả tiền lời và tiền lãi đó là cách hoạt động của tất cả quốc gia hiện bây giờ cho nên quốc gia nào cũng có nợ mặc dù là thu thuế vào nhưng mà lý do tại sao quốc gia nợ đó là tại vì cái khoản khác biệt giữa thu thuế và chi tiêu thu vào không đủ chi tiêu nhiều hơn cho nên cần phải nợ và các bạn thấy trên màn hình đó, quốc gia nào cũng nợ nhiều hay ít mà thôi và nước Nga là một trong những nước mà nợ ít hơn. Thì các bạn thấy được con số trả đó 117 uh, triệu chúng ta thấy thực sự cũng không phải là con số nhiều so với nợ của một quốc gia. Uh, thì chúng ta thấy đó là nợ của nước Nga đó thực sự cũng đã giảm xuống nhiều rồi từ năm 2014. Uh, năm 2014 đó là khoảng 733 tỷ đô la nợ những người bên ngoài nước Nga. Bây giờ chỉ còn khoảng chừng là 400 80 tỷ mà thôi dựa theo uh, thông tin và khi mà vỡ nợ như bạn hỏi nếu như mà điều đó xảy ra thì ảnh hưởng như thế nào thì trước hết á, những người nào mà cho nước nhà vay thì đương nhiên là sẽ bị ảnh hưởng rồi trong đó chúng ta có rất nhiều những cái quỹ đầu tư à, như là quỹ đầu tư đến từ PIMCO đó thì có tổng cộng là 1,5 tỷ đô la hiện bây giờ là những cái quỹ mà cho nước nhà vay mượn thì đương nhiên nếu như mà vỡ nợ thì đương nhiên chủ nợ sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất À, nhưng mà không chỉ riêng chuỗi nợ đâu mà các bạn thấy là nước Nga cũng sẽ bị ảnh hưởng. À, tại vì sao? Tại vì một trong những lý do đó mà những cái quốc gia này đó không có muốn vỡ nợ tại vì họ muốn à, là có khả năng mượn thêm và mượn thêm để tiếp tục xoay sở trong cái quốc gia của họ. Nếu như mà vỡ nợ thì sẽ nhiều quốc gia khác không cho mượn. À, sẽ dẫn đến là bế tắc cái nơi mà cho mượn sẽ không có nhiều. Nhưng mà khả năng là nước Nga bởi nợ là bao nhiêu thì thực sự không có cao các bạn thấy là dựa theo thông tin đó, là bộ tài chính của nước Nga nói là cái số nợ tuần sau này đó họ sẽ trả đúng hạn nhưng mà họ sẽ trả bằng đồng ruble chứ không phải là trả bằng đồng đô la thì lý do tại sao họ nói tại vì cái số lượng 630 tỷ đô la mà đang được lưu trữ ở nước Hoa Kỳ hay là nước Anh hay là ở khối châu Âu đó xương đó đã bị đóng băng rồi họ đâu có đồng đô la đô mà để phải trả cho nên họ sẽ trả bằng rubles thì đó là cái thông tin mới nhất đến từ nước Nga nhưng mà nhiều người nói bây giờ đó giống như là cái số lượng nợ của nước Nga thực sự là không có nhiều cho nên cho dù là có những sự cố như là vỡ nợ đó thì ảnh hưởng cũng không có lớn à, tại vì con số nó không có cao và về đồng rubo tới đồng đô la nên thì các bạn thấy là cái số lượng phần trăm giảm đó, nó có nó cũng đã có cái phần là khựng lại sau khi mà đi giảm nhiều lần đó đó, các bạn thấy bây giờ là ở mức là 0.007 ruble trên một đồng đô la thì coi như là ba ngày qua bốn ngày qua từ ngày 7 tây tới bây giờ đó thì cũng đã dấu hiệu là không tiếp tục xuống nữa nó cũng đã có dấu hiệu là khựng lại rồi nhưng mà cho tới bây giờ đó thì dựa theo thông tin là sàn giao dịch Moscow vẫn không có mở cửa và đã nhiều ngày rồi không có mở cửa lần cuối cùng mở cửa đó là xuống tới 33% ngày 24 tháng 2 cho tới bây giờ chúng ta thì được là vẫn tiếp tục đóng cửa và các bạn lên trang web đó thì vẫn không có hoạt động hiện bây giờ và họ nói là họ sẽ ngưng hoạt động cho đến khi nào tình hình nó rõ ràng hơn nhưng mà tất cả những điều này tôi muốn chia sẻ với các bạn tại vì tuần sau đó chính là những gì mà Fed cần phải suy nghĩ đến có rất nhiều những điều mà không rõ ràng hiện bây giờ cho nên thường không nghĩ là Fed sẽ làm ẩu đâu, thường nghĩ là Fed sẽ có thể là tiếp tục giữ vị trí là tăng phải25 và những đợt sau này cũng sẽ tiếp tục tăng như vậy cho đến khi nào mà mọi thứ rõ ràng hơn. Tại vì nếu như mà lạm phát tăng cao mà ngược lại còn dẫn đến là chúng ta thấy là có cái sự suy thoái tài chính thì Fed tăng lãi suất cũng như là ba điều mà sẽ khiến cho thị trường nó còn tệ hơn nữa. Và đương nhiên Fed thì có hai điều quan trọng. Thứ nhất đó chính là đảm bảo công việc làm thứ hai nữa đó chính là quản lý phần trăm lạm phát có nghĩa là quản lý giá cả của các mặt hàng đó thì đương nhiên hai việc này là hai việc quan trọng nhất Fed chỉ tăng lãi suất khi mà kinh tế tốt mà thôi và ngoài chỉ điều đó ra đó thì lý do tại sao phải tăng lãi suất còn có một lý do khác nữa đó chính là phép thực sự là không có nhiều những công cụ đâu những hai trung ương cũng như vậy mỗi lần mà có bất cứ vấn đề gì xảy ra chiến tranh xảy ra hay là dịch bệnh xảy ra hay là khủng hoảng kinh tế xảy ra thì điều đầu tiên ngân hàng trung ương sẽ làm đó chính là tìm cách để mà giảm lãi suất nếu như mà lãi suất không có cao thì làm sao mà giảm đây cho nên fed cũng phải tăng mà thôi chứ không phải là không tăng được như bạn nói là tại sao fed không để nguyên một chỗ mà cần phải tăng tại vì nếu như mà không có nhân cơ hội này tăng lên thì sao lại làm sao để mà giảm xuống và thứ nhì nữa đó là những ngân hàng trung ương cũng như là fed chỉ có thể là bơm tiền vào mà thôi có nghĩa là in tiền ra trực tiếp thu mua tài sản như là trái phiếu và cổ phiếu như đã từng làm hồi năm 2020 nhưng mà làm như vậy đó thì dẫn đến lạm phát cao cho nên cái mà fed có thể làm đó chính là giảm lãi sức là một trong những cái cách làm có hiệu quả nhất nhưng mà muốn giảm thì phải tăng cho nên thường nghĩ là phép vẫn phải tăng mà thôi và đây là những thông tin mà thường muốn mang đến cho các bạn cuối tuần này thường hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là coin 98 wallet đây là cái ví tiền mã hóa multi chain cũng như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái pass free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví Coin98 đó các bạn có thể swap, mua bán token một cách nhanh chóng, tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap Các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng Coin98 Wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh Đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ Coin98 Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên những cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển